Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tập xếp ngón, xếp hợp âm. Hôm nay mình sẽ học một chút về lý thuyết nhá. Vâng. Thì trong giọng đô trưởng nó sẽ có gì nhỉ? Có đô trưởng này, đúng không? Có bậc 2 là rê thứ này, bậc 3 là mi thứ, bậc 4 là pha trưởng, bậc 5 là so trưởng, bậc 6 là la thứ và bậc 7 là si giảng, đúng không? Cái này em biết chưa? Vâng. Thế bình thường mình nếu mà mình đánh như bình thường em có đánh nó sẽ chạy tay như này, nó chạy lên chạy xuống như này đúng không? Vâng ạ. Nhưng bây giờ nó có một cách là đánh làm sao mà cái tay của mình, những cái tay phải nó không phải chạy nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tập lại đô trưởng. Cái này ấy, thì nó có nhiều cách xếp, cái này gọi là xếp hợp âm, nó có nhiều cách xếp khác nhau. Nhưng ở đây thì mình sẽ học một trong những cái xếp đó để làm sao khi cứ vào cái phần này là chúng ta có thể làm được ngay nhé. Vâng. Đô em nhìn trên màn hình này. Đô xếp như này. Đô mi son. Đúng rồi, đô xếp thế gốc nhá. Bấm thử đi, đô nào. Rồi, rê cũng bấm như thế, rê cũng bấm gốc này. Ok, nhưng đến mi nó sẽ khác rồi nhá. Mi nó sẽ bấm là xì mi son này. Đúng rồi, em hiểu chưa? Đấy, mi xếp như, tại sao nó xếp như thế? Bởi vì nếu mình xếp nữa thì nó sẽ chạy 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 lên trên này đúng không? Đúng ạ. Cho nên mình phải xếp ở dưới đây nhá. Đô này, rê này, mi này. Rồi pha thì sao? Pha mình sẽ đánh là đô pha la. Đúng thế đảo. Đúng rồi, nó là đảo đấy. Nhưng cái mục đích ở đây này, bình thường mọi người cứ bảo bấm đảo nó hay, nhưng mà nếu mà bấm đảo độc lập thì nó sẽ không hay, tất cả cái gì đứng độc lập đều không hay. Nên nó phải kết hợp các thế đảo với nhau. Bây giờ tập như này để cho em biết là trong đô trưởng mình sẽ bấm cái gì, thì khi trong bài hát ấy nó sẽ có thế đảo thì tí anh sẽ hướng dẫn nhá. Bây giờ mình cứ tập bấm đúng như thế đó nhá. Pha này. Đó. Tiếp này. Được chưa? Đô pha la này, son này. Si re son. Thấy không? Chưa? La này. Đô mi la. Thấy chưa? Và tiếp vào si này. Si này, si re son. Đó, nó là như thế này. Si là si re. Đúng rồi, si re son. Được chưa? Rồi bây giờ em sẽ tập bấm cho anh là các hợp âm từ đô đến si nhá. Em nhìn cái anh mi thứ và ngay từ mình phải đảo rồi đúng không? Đúng rồi, bởi vì anh đã bảo là nó có nhiều cách xếp, nhưng mà vừa giờ anh đã cho em một loạt cái hợp âm cơ bản đấy, thì vâng. Mi thứ em cứ thế bấm như thế thôi là được, hiểu không? Cứ vào thằng mi thứ là bấm đúng như thế nhá. Mi này, cái bát mi này mình sẽ đánh ở dưới đây nhá, nhìn chưa? Khoảng mấy ạ? Khoảng 2. Có nghĩa là nó sẽ cách cái thằng tay này này. Mình sẽ đánh nhân đôi âm 1 này lên. Đánh 2 nốt mi hoặc 1 nốt mi thì mình đánh như này nhá. Thấy chưa? Này đúng không ạ? Đúng rồi. Tình yêu là thế, đôi khi lòng mình say mê. Hơi bối rối thì mình nhớ ấy. Không, không, từ từ cứ tập dần ăn la là đồ mi la. Đồ mi la. Đúng rồi, thì cái tay bát em cũng phải để như này, đúng không? Đó. Đấy, tình yêu là thế này, đôi khi là thứ, thấy không? Đô mi la. Đúng rồi, đấy, tập lại chỗ đấy, mình cứ tập từng đoạn một là nhớ hết mà. Đúng rồi. Thấy không? Nghe nó hay hơn, nghe nó hay hơn ngày xưa mình nhảy không? Đúng ạ. Và nó dễ đánh không? Mỗi hôm nó phải siết vào một tí nhá. Tiếp tục đến rê này, rê thì ban nãy là rê thứ bấm như này này đúng không? Ban nãy bấm là rê pha la là rê thứ đúng chưa? Rê thứ. Nhưng ở đây nó là rê trưởng thì mình sẽ bấm là rê pha thăng la. Được chưa?
Nhưng ở đây nó có viết là rê 7 hay là rê trưởng? Chỗ em là viết rê 7 hay rê trưởng? Viết là rê 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 7 em nhìn này, em nhìn đây nhá, rê như thế này này. Rê 7 rất đơn giản, em chỉ cần dịch cái ngón cái này sang bên đây thôi. Đấy, nó thành rê 7, nhìn chưa? Đồ pha la, thấy không? Như này rê trưởng này, rê pha la, đồ pha la là rê 7, thấy chưa? sang bên lại là ngón đô đúng không? À, đúng rồi, thế là thành rê 7 luôn. À, nhưng mà cái rê đấy Ừ. mình giữ thành góc. Đúng rồi, nếu bình thường đây này, rê trưởng nó sẽ như thế này. Em hiểu không? Vâng. Những rê 7 nó chỉ cần giữ nguyên và nó dịch cái nốt này này. Đây là bậc 1 này và đây là bậc 7 này. Thấy chưa? Còn cái tay này nó đánh gần vào đây nhá. Nhìn chưa? Tay đánh gần vào đây nhá. Ok chưa? Rê Đồ pha la, còn tên này là rê. Đồ pha la rê, thấy chưa? vâng, đúng Ok. không ạ? Đúng rồi. Đấy, bấm nhớ cái này nhá. Sau đó đến son thì son như này thôi, son như này thôi, đúng không? Xì rê son son. Đây, bát đánh đúng như này nhá. Xì rê son. Xì rê son đúng không? Son xì rê son. Rồi bây giờ mình sẽ đánh lại từ đầu này. Mi này. La này, cứ bấm như này đã chưa cần phải đánh vào bài đâu. Rê này. Son này, đó tập đúng như anh vừa tập ấy nhá. Một lần nữa này. Mi này. La này. Rê này. Son này. Đúng rồi, đồ pha la Son. si re son. Đúng rồi, chỉ bốn cái thôi nhá. Đấy, cứ tập đi tập lại cái là nhớ ngay mà. Đô thì vẫn đánh đê, đô bình thường đúng không? À, mấy cái sau thì nó cũng giống giống thế mà. Em nhìn đi thì lại lúc toàn hoa anh giống nhau mà đúng không? Đô này, Tô bảy. đô kệ nó, bảy bỏ đi, cứ đấy sau. Đô mai dơ 7 chứ không phải đô 7 đâu nhá. Đô này, được chưa? Sau đến la này, ừ, la dễ rồi đúng không? Thường cái pha thăng thì đánh như này. La đây nhá. Đô mi la đúng không? Cái pha thăng thứ 7 ấy thì mình chỉ cần là để nguyên cái tay này này và mình để lên cái này là xong. Em hiểu chưa? Pha thăng. Pha thăng này đô mi la. Vâng. Ờ đấy nhá, đô này. La pha, thấy chưa? Và cuối cùng là si, được chưa? Bấm lại cái pháp. Pha thăng ở đấy, pha thăng đây, pha thăng này. Còn cái tay này nó đang là la mà đúng không? Đồ mi la. Cái bản đó em không có cần phải đổi đúng không? Đây là si, nó đúng như này rồi đây. Cái mục đích cái này để tay nó liền vào nhau, em hiểu không? Nó không chạy lung tung đây nhá. Nhìn này, tình yêu là thế. Đôi khi lòng mình say mê, đôi khi lòng mình ngô nghê. Tìm một người đến nỗi rơi như này đấy, cả bài đấy. Em thấy không? Em nghe thấy nó cái tiếng nó khác không? nghe nó hay hơn Ừ đúng rồi. Dần dần nó sẽ hay hơn. lung tung. Xếp cho nó quen được, khi xếp được rồi thì đánh cái gì cũng được, đúng không? Đi thử. Đúng rồi. Đấy nhá, anh sẽ xếp một lượt này. Mình nhìn thấy nhá. Da 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 pha này. Son này đúng không, đến đô rê này, em như hoa ra mi. Ba làm lại đi ạ, nó hơi giật. Đầu nhá, la này, la, đến mi này,
là pha này, đi ra ra son, xong đô, rê đó, thế thôi. cái bass ở bên trái là hai nốt Đây, luôn. đây nhá, em nhìn đây này. Có thể bấm hai nốt để cho quen tay. Bấm một nốt được nhưng mà nên bấm hai nốt, ví dụ như cái này này. Ở trong giọng ở trong các hợp âm anh hướng dẫn đấy nhá. Nó chỉ có trường hợp đô này. Trường hợp rê là hai cái đánh ngắn như ngày xưa mình học thôi, như ngày xưa mình học thôi, đúng không? Ngắn có nghĩa là phong tay như này này. Còn lại tất cả các phong tay nó đều dài. Nhá. Em phải quen được cái này thì em tập cái thế thứ hai và thứ ba nhé, buổi sau mình sẽ dành riêng để mình tập riêng hai thế đấy, hiểu không? Em để ý cái thế thứ nhất là nó rất là quan trọng. Bởi vì cái tay xếp vào âm em mà không vững thì sau này em sang cái tay trái nó đánh nó bị lằng ngoằng là em không không tính được, hiểu không? Mình phải thuộc. Có nghĩa là cái tay phải em phải tốt rồi, sang sang buổi sau luyện tay trái nó mới vào được. Chứ tay trái nó hơi lằng ngoằng. Trông thế thôi, nói thì bọn anh nói thì nó dễ nhưng bọn em làm nó khó lắm. Mình vẫn đánh là mi rê sa thang đúng không? Si thứ à? Vâng. Si đấy. Vẫn như này, si đây ba tang. Xin lỗi cơn mưa vừa qua. Xin lỗi cơn mưa vừa xa đấy. Em bấm được mi thứ là nó dễ rồi đấy. Đấy, phải lôi các bài ra đánh thử mới biết được.